Xin kính chào tất cả quý bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chào mừng quý bà anh chị em trở lại với kênh truyền thông Giáo xứ An Ngãi Đông. Hôm nay chương trình gồm 4 phần. Phần thứ nhất, giao lịch phục vụ trong tuần. Phần thứ hai, thông báo của giáo phận. Phần thứ ba, lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phần thứ bốn, giáo huấn của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện. Sau đây mời cộng đoàn nghe lệnh phục vụ trong tuần. Hôm nay mùng 6 Chủ nhật thứ 10 mùa thường niên, lễ mình máu Thánh Chúa Kitô lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, lễ họ. Giáo xứ Ngọc Quan chào Thánh Thể. Giáo huấn số 28, một thông điệp tuyệt vời cho mọi người trẻ, Thánh Thần của sự sống. Phần tiếp theo, Ngài là nguồn của sự trẻ trung trong ý nghĩa tốt nhất. Vì ai tin tưởng vào Chúa thì giống như cây trồng bên suối nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Trong khi thanh niên sẽ mệt mỏi nhọc nhằn, thì những người cày trong Chúa sẽ được thêm sức mạnh như thể chim vàng. Họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng tuột chân. Trích tổng huấn Đức Kitô hàng sống số 133. Mùng 7 thứ hai, Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, nông dân tự đào. Mùng 8 thứ ba, mùng 9 thứ tư, Thánh Ephrem Phó Tế, tiến sĩ Hội Thánh. Mùng 10 thứ năm, 11 thứ sáu, Thánh Tâm Chúa Giêsu lễ trọng, ngày thế giới xin ơn cho các linh mục, bổn mạng giáo phận, không cử hành thánh lễ. Ba tông đồ. 12 thứ bảy, trái tim vô nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ. 13 Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên. Thông báo số 1 tháng 6 năm 2021 của giáo phận về việc lễ trực tuyến mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng của giáo phận Đà Nẵng. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng. Kính thưa quý cha và anh chị em, theo lịch phục vụ ngày 11 tháng 6 năm 2021, sắp đến là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là bổn mạng giáo phận Đà Nẵng. Cứ theo truyền thống vào dịp lễ này, Đức Giám mục cùng với linh mục đoàn và cộng đồng dân Chúa giáo phận sẽ cùng hợp dân thánh lễ tại nhà thờ chính tòa để mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện cho giáo phận nhân dịp lễ bổn mạng. Tuy nhiên năm nay vì hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta không thể quy tụ cử hành phục vụ tập trung đông người. Chính vì thế Đức Cha Giuse Giám mục giáo phận kêu gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn, cầu nguyện cho giáo phận theo hoàn cảnh riêng của mỗi địa phương. Riêng tại nhà thờ chính tòa, Đức Cha Giuse sẽ chủ sự thánh lễ trực tuyến mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và bổn mạng giáo phận vào lúc 17 giờ thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Các kênh trực tuyến chúng ta có thể theo dõi ở trang web của giáo phận hoặc ở kênh YouTube hoặc Facebook. Vậy văn phòng tổng giám mục xin được thông báo và kính mời quý cha, quý tu sĩ chúng sinh và anh chị em giáo dân hiệp thông tham dự. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thánh hóa và chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Đà Nẵng, ngày 4 tháng 6 năm 2021, văn phòng tòa giám mục, linh mục Paulo Phạm Thanh Thảo. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp tại Việt Nam, ngày 2 tháng 6, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục giáo phận Huế, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nhân danh các hồng y và giám mục Việt Nam gửi thư kêu gọi cộng đồng dân Chúa Việt Nam hãy mau mắn vào cuộc, chung tay góp sức, san sẻ công việc với mọi thành phần xã hội và giáo hội trong công cuộc phòng chống đại dịch. Trước tiên, đại dịch là cơ hội để yêu thương. Chúa dạy rằng mọi người đều là người thân cận, do đó người Công giáo không được phép loại trừ, kỳ thị, điểm mặt hoặc kết án bất kỳ ai đã hoặc chưa bị lây nhiễm. Đức Cha mời gọi các tín hữu hãy vận dụng hết trí sáng tạo để hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu y học, cộng tác với các bộ phận chức năng, thông cảm và tiếp sức cho các y bác sĩ và bệnh viện, tạo điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi cho mọi người và khu vực cách ly,
giúp đỡ gia đình bệnh nhân đang điều trị tử vong và những người đang lâm cơn túng quẫn kinh tế. Điểm thứ hai, đóng góp vào quỹ vaccine. Vì nếu không đủ tài chính cho lo cho mỗi người một suất vaccine chích ngừa, nếu không biết tập trung sức mạnh để ngăn chặn thì chắc chắn đại dịch sẽ trở thành thảm họa vô phương cứu chữa. Điểm thứ ba, tuân thủ châm ngôn 5K. Đức cha chủ tịch kêu gọi người dân tuân thủ triệt để châm ngôn 5K, tức là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo và quy định phòng chống của các cơ quan chức năng xã hội, cũng như tạm dừng mọi hoạt động và sinh hoạt tôn giáo. Cuối thư, Đức cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa tin tưởng vào sự phù hộ của Thánh cả Giuse, đấng che chở cho người bất hạnh, túng thiếu, lưu đày đau khổ và hấp hối. Cũng xin thêm một thông tin chung của giáo hội, đó là Tổng giáo phận Seoul nước Hàn Quốc cũng đã thực hiện chương trình quỹ vaccine và họ đã quyên góp được 1 triệu đô la, và Tổng giáo phận Seoul đã gửi số tiền đó về Vatican với mục đích mong rằng giúp cho các nước nghèo, đặc biệt là những người dân nghèo, có được một suất ít vaccine kịp thời và công bằng. Và sau đây là giáo huấn của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trong buổi tiếp kiến chung với hơn 500 Kitô hữu hành hương. Ngài có nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta luôn được lắng nghe, đừng bỏ cuộc. Và trong bài giáo lý tiếp đó, Ngài đã đề cập đến chủ đề là chắc chắn được lắng nghe, tức là Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng lời cầu nguyện của chúng ta luôn được Thiên Chúa lắng nghe, cho nên chúng ta đừng bỏ cuộc. Và Ngài đã nói đến vấn nạn đang xảy ra và đang diễn ra trong ngày nay, đó là vấn nạn chống cầu nguyện. Ngài nói như sau: có một sự phản đối mạnh mẽ chống lại việc cầu nguyện, đi từ một nhận xét mà tất cả chúng ta đều có, đó là chúng ta đã cầu nguyện, đã xin nhiều, nhưng nhiều khi không được Thiên Chúa lắng nghe. Và đôi lúc những lời cầu nguyện của chúng ta là rất chính đáng và động lực thúc đẩy chúng ta cầu nguyện rất cao thượng, như là cầu xin cho một người bệnh nhân được lành, hoặc là xin chiến tranh chấm dứt. Rồi sự việc không được lắng nghe như vậy có thể thực là một cớ vấp phạm. Thậm chí một số người ngưng cầu nguyện vì họ nghĩ lời khẩn cầu của họ không được lắng nghe. Nếu như Thiên Chúa là cha chúng ta thì tại sao người không lắng nghe chúng ta? Ngài đã cam kết cho con cái những điều tốt lành mà họ xin Ngài, vậy tại sao Chúa không đáp lại những lời xin của chúng ta? Quả thật là một thách đố, thưa quý bạn chị em. Và Đức Thánh Cha đã trích ra rất nhiều điểm để khuyến khích cũng như chứng minh cho chúng ta thấy việc cầu nguyện của chúng ta luôn luôn được Thiên Chúa lắng nghe. Và điểm đầu tiên Ngài đề cập đó là Ngài trích trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2735. Và trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã nói rằng chúng ta hãy cảnh giác về nguy cơ không sống kinh nghiệm đức tin đích thực, nhưng biến tương quan với Thiên Chúa thành một cái gì ma thuật. Thực vậy, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể gặp nguy cơ không phải chúng ta phụng sự Chúa, nhưng là đòi Ngài phải phục vụ chúng ta. Như vậy chúng ta thấy đôi lúc chúng ta xem Thiên Chúa như là một ông thần phải đáp ứng tất cả mọi nhu cầu và lời khấn xin của chúng ta. Và Đức Thánh Cha cũng có trích thư Thánh Phaolô chương 8. Ngài đề cập Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không biết điều chúng ta nên xin. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải khiêm tốn để những lời chúng ta thực sự là kinh nguyện, chứ không phải là một lời vô nghĩa mà Thiên Chúa tức từ. Và Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta một cách đặc biệt hơn, đó là chìm đắm trong suy tư ở các đoạn lời Chúa, và đặc biệt là những hình ảnh mà Chúa Giêsu cầu nguyện trước những biến cố quan trọng
và đặc biệt trong những ngày cuối đời khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu đã cầu nguyện ở vườn Gethsemane. Chúng ta thấy Chúa cũng phải rất đau khổ, một sự đấu tranh nội tâm, và chính Ngài đã cầu nguyện không ngừng và liên lỉ đến đổ mồ hôi máu cùng với Thiên Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi hãy noi gương Ngài mà kiên trì trong cầu nguyện để tìm ra thánh ý Chúa, để chúng ta lo sống và thi hành thánh ý của Ngài. Và Đức Thánh Cha có đề cập tới kinh nghiệm của Chúa Giêsu, Ngài viết như sau: cả kinh nguyện mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa trong vườn Gethsemane và dường như không được lắng nghe. Chúa còn phải uống trọn chén khổ nạn, nhưng thứ bảy tuần thánh không phải là chương chót, vì ngày thứ ba có cuộc phục sinh. Sự ác làm chủ trong ngày áp chót, nhưng không bao giờ là chủ ngày cuối cùng, vì điều ấy thuộc về một mình Thiên Chúa. Và đó là ngày trong tất cả những khát vọng cứu rỗi của nhân loại được mãn nguyện. Đó là lời động viên và khuyến khích của Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta, mặc dù trong bối cảnh Covid diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện, vì chắc chắn lời cầu nguyện của chúng ta Thiên Chúa sẽ đáp lời. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý bà chị em đã lắng nghe và theo dõi kênh của Cha. Xin tình yêu và ân sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể ban phúc lành cho quý bà cũng như gia đình quý bà anh chị em. Xin thân ái chào tất cả quý bà chị em.